Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tiếp phối hợp trực tuyến với các bộ ngành trung ương và các địa phương trong cả nước, sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 762 vụ, giảm 484 người chết, giảm 214 người bị thương. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý trên 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 3.200 tỷ đồng, tước hơn 328.000 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 530.000 phương tiện các loại. Lực lượng thanh tra giao thông phát hiện xử lý trên 24.000 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền trên 203 tỷ đồng. Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những tồn tại bất cập trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua, từ đó đề xuất kiến nghị những giải pháp cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị, nhấn mạnh, nhờ tập trung thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, nên 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn còn nhiều, văn hóa giao thông chưa hình thành rõ trong cộng đồng xã hội, tình trạng tụ tập đua xe trái phép vẫn còn xảy ra, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại các đô thị vẫn còn nhiều bất cập. Đồng thời, ông lưu ý trong thời gian tới, các bộ ngành trung ương và các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần nâng cao nhận thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu, tập trung đầu tư, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phấn đấu năm 2023, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.